Anh quá mệt vì phải nghe em sai rồi. Ai là chủ trong cái nhà này hả? Anh. I got quyền quyết định. Anh luôn. Vậy được. Giờ anh sẽ tự quyết định cho cuộc sống của anh. Giờ anh sẽ đi giặt đồ. Xong rồi anh đổ rác. Rồi anh đi rửa chén. Được chưa em? Được. Mời anh.